là tình đầu tình rực rỡ, tình trong sẽ phai nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trọn đời còn nhớ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Relic. Thời gian vừa qua thì Hữu Duy vừa làm một video về việc bóc ruột của dòng loa Kim 10 đến từ thương hiệu Amante Audio, và có thể nói là được sự hưởng ứng rất là lớn đến từ quý vị cũng như là khán giả xem video trên YouTube. Và ngày hôm nay Hữu Duy sẽ tiến hành mở ruột thêm một dòng loa nữa, đó chính là dòng loa Kim 12 nằm trong series hai model Kim 10 và Kim 12 của thương hiệu Amante Audio. Và có thể nói là chương trình đặt trước các dòng loa Amante Audio đã rất là hot trong thời gian vừa qua rồi, và quý vị cũng đã đến showroom tham quan trải nghiệm rất là nhiều. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến hành đập hộp cũng như là mở ruột sâu nội thất bên trong của dòng loa Kim 12 ra, để xem bên trong của dòng loa Kim 12 sẽ ẩn chứa củ loa như thế nào và mạch phân tần như thế nào quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, và trước khi đến với nội thất thì chúng ta hãy cùng đánh giá qua về thiết kế ngoại thất của dòng loa Kim 12 như thế nào quý vị nhé. Như video trước thì Hữu Duy cũng đã đánh giá về dòng loa Kim 10 rồi. Vậy thì đối với dòng loa Kim 12 thì thiết kế nó cũng tương tự với dòng loa Kim 10. Màn e-căng cũng làm bằng kim loại và được sơn một lớp sơn tĩnh điện bên ngoài với logo Amante Audio, xoay được 360 độ. Vỏ thì được làm bằng vỏ gỗ bạch dương quý vị nhé, vỏ gỗ bạch dương. Và chúng ta sẽ có tay cầm ở phía bên hông trái. Phía bên hông trái là mặt hông lớn quý vị nhé, mặt hông lớn. Còn phía bên tay phải để chúng ta sẽ có một mặt hông nó nhỏ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó còn thiết kế thêm một cạnh vát nữa, để giúp chúng ta có thể biến lên chiếc loa Kim 12 chức năng như là một chiếc loa monitor. Và có 4 chiếc chân cao su ở đây, đó, 4 chiếc chân cao su để giúp cho mặt loa vát này nó không bị xước khi chúng ta đặt loa xuống để làm loa monitor. Còn mặt sau thì cũng giống như với dòng loa Kim 10 thì cũng có những thông số cơ bản, logo Amante Audio, Kim 12, tên model này, cùng với thông số cơ bản, công suất 400W ở program và ở chữa kháng 8 ohm, một mã QR để check, cùng với hai lỗ cắm cổng speak công lấy tín hiệu từ cục đẩy vào loa. Và nhà sản xuất cũng rất là chú trọng cũng như là chăm chút khi ghi ở đây luôn, là chúng ta kết nối vào hai cổng 1 cộng 1 trừ của cổng speaker. Đó, cũng như là serial number này, nguồn gốc xuất xứ made in Spain. Rồi, và giờ chúng ta sẽ tiến hành mở ruột ra quý vị nhé. Dạ vâng quý vị, cũng đã rất là khó khăn để có thể bẩy chiếc loa này ra, bởi vì thứ nhất là nó mới, nó còn keo dính rất là chắc quý vị nhé. Vỏ được làm mặt đê căng được làm bằng kim loại, sơn tĩnh điện bên ngoài cùng với logo. Quý vị có thể nhìn thấy xoay được 360 độ. Đó. Tương tự với dòng loa Kim 10 Bass 25 thì ở đây chúng ta cũng sẽ sở hữu một củ chép và một củ bass có đường kính là 30cm cùng với hai lỗ thông hơi ở hai bên. Kim 10 thì sẽ là củ loa chép ở bên này và hai lỗ thông hơi ở một bên. Còn Kim 12 thì chúng ta sẽ trải đều hai lỗ thông hơi ở hai bên quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở củ bass và củ chép ra. Dạ vâng quý vị, và trên tay Hữu Duy chính là củ chép của dòng loa Kim 12 với mã là AMA9040, củ chép có độ nhạy cao ở chữa kháng là 16 ohm. Đây cũng là củ chép của dòng loa Kim 10 quý vị nhé. Có nghĩa là cả hai dòng loa Kim 10 và Kim 12 đều sử dụng chung một củ chép AMA9040 16 ohm, củ chép độ nhạy cao. Đó, rất là giống nhau, giống hoàn toàn so với dòng loa Kim 10. Còn đối với củ bass, đây chính là củ bass quý vị nhé. Ở bên trong thì có chữ
chứa nam châm cho nên là hút hết cả đinh vào. Rồi, củ bát thì có đường kính là 30cm, sử dụng là gân sóng 4 quý vị nhé, gân sóng 4. Có cấu tạo thì cũng khá là giống của dòng loa Ki 10, nhưng có một điều rằng là kích thước to hơn, kích thước từ to hơn cũng như là mặt củ bát to hơn và các đường chỉ keo cũng rất là đẹp. Củ bát tương đương với kích thước là 30cm. Về khung thì vẫn được làm bằng gang đúc cũng như là nhện thì có màu nâu đất. Cùng với đây, ở phía dưới chúng ta sẽ có ghi thông số cơ bản. Đây là củ bát E12A2 ở trở kháng 8 ohm của Amante Barcelona, củ bát độc quyền. Đó, củ bát, một củ bát nhìn rất là đẹp đúng không quý vị? Đó. Và chúng ta sẽ cùng xem ở bên trong thùng loa cũng như là mạch phân tần sẽ như thế nào. Về cấu tạo của thùng loa thì chúng ta cũng sẽ thấy được ngay rằng là hai lỗ thông hơi ở hai bên. Một lỗ để đựng loa chép cũng như là hốc của củ loa bass. Mạch phân tần quý vị cũng có thể thấy ngay. Đây. Mạch phân tần thì nó cũng khá là giống với phiên bản Ki 10, chỉ khác nhau về linh kiện, về những con tụ, con trở cũng như là quận cảm thôi. Về cấu tạo của hốc đựng hốc để chúng ta có thể kết nối dây speak công từ cục đẩy vào cũng khá là giống bông thủy tinh. Đó. Có một đặc điểm là đối với các dòng loa Ki 10 và Ki 12, cả hai dòng loa đều sử dụng rất là nhiều bông thủy tinh để tiêu âm cũng như là để có thể tái tạo ra được chất âm cực kỳ hay. Đó, sử dụng rất là nhiều bông thủy tinh quý vị nhé. Đó là về linh kiện cũng như là về cấu tạo của củ loa này và về mạch phân tần của dòng loa Ki 12. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm chất âm của dòng loa Ki 12 sẽ như thế nào quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thử nhạc của đôi loa Ki 12. Và ở đây thì Hữu Duy sẽ đang sử dụng cùng với một bộ dàn sẽ bao gồm một bộ micro VM300 đến từ thương hiệu JBL. Một chiếc vang số K9925 mã đến từ thương hiệu AAP cho chất âm hiệu ứng reverb cũng như là echo rất là ngọt, cùng với một cục đẩy Crown T7 hai kênh, mỗi kênh 700W có thể đánh rất là tốt đôi loa của chúng ta. Và cuối cùng là một chiếc sub điện với mã là TS315S bass 40 đến từ thương hiệu Anto. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với bài hát dĩ vãng nhạt nhòa quý vị nhé. Tình đầu tình rực rỡ, tình trong sẽ vàng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trọn đời còn nhớ. Tình tha thiết đắm say, ánh mắt ngây thơ nhưng dù hồn, dù áo phong sương em vui tình duyên. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng, chứ đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù phàng, cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhé. Cho đến nay thuyền đã sang bờ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đổi sang cấu hình echo quý vị nhé. Echo là cấu hình mà chúng ta ai cũng có thể hát được, nó rất là dễ hát quý vị nhé. Chợt người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong si pha nhạt nhòa.
vào mùa trăng đó, nắng tròn đôi mươi đen như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Nhắm mắt anh nghe em ru mềm, ru áo phong sương em vui tình duyên. Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sáng, chứ đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù phàng. Cho lúc đôi chia phôi đời chờ, cho nhau mãi thương nhớ, cho đêm nay em lạc bước phương nào. Trải nghiệm chất âm của đôi loa Ki 12 rồi thông qua một số những bản nhạc mà Hữu Duy hát, cũng như là một số những bản bolero remix mà vừa rồi chúng ta đã vừa trải nghiệm. Có thể nói là với lời ca, những giải mid và giải trung, giải
chép được thể hiện rất là tốt và sáng, cùng với những cái giải bass được chiếc súp Alto TS-315S thể hiện rất là sâu và lực. Và với sự hòa quyện này thì chắc chắn là đối với những bản nhạc bolero và remix nhạc trẻ thì chúng ta cũng sẽ có những phút giây thư giãn rất là tuyệt vời. Và hiện tại đôi loa Kim 12 của thương hiệu Amante Audio đã nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, cụ thể là đất nước Tây Ban Nha, đang có mức giá bán tại bà Choilex là 31 triệu đồng một cặp quý vị nhé. Và nếu quý vị yêu thích sản phẩm này hoặc là yêu thích bất kỳ sản phẩm nào trong bộ dàn ngày hôm nay mà Hữu Duy test đôi loa Kim 12 thì quý vị có thể để lại số điện thoại của mình ở phần dưới comment. Và hiện tại bà Choilex với thương hiệu 20 năm chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ có một số những cách thức mua hàng sau đây. Đầu tiên, quý vị có thể đến trực tiếp 11 showroom của Bảo Châu để tham quan, mua sắm và tìm cho mình những sản phẩm mình yêu thích nhất. Cách thứ hai, quý vị có thể truy cập vào website bảochoelec.com để tìm ra cho mình những sản phẩm mong muốn và click và đặt hàng trực tiếp ngay trên website. Cách thứ ba, quý vị có thể gọi đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255, và có thể gọi đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec và đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu quý vị nhé. Nhớ bấm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!